chồng, ông chồng mình không đặt đồ online cả nhà, mình không biết là đồ gì, để giờ mình mở ra mình bóc thử mình coi là đồ gì không đặt online cả nhà. Mình vừa mới nhận được một hộp đồ online. Đây là cái thương hiệu mà mua đồ online ở bên Brazil đó cả nhà. Thì cái thương hiệu này giao đồ online rất là chất lượng, mà mình không biết là ổng đặt đồ gì nữa. Ổng chỉ hôm nay chồng mình chỉ nhắn tin cho mình, hôm nay là sẽ có người giao hàng tới giao cái đồ online là chồng mình đặt, chứ chồng mình không có nói cho mình biết là đặt đồ gì. Và bây giờ là mình sẽ mở ra thử coi là ổng đặt cái gì nha cả nhà. Ông này là chuyên môn đặt đồ online luôn, chuyên gia luôn, chồng mình. Giờ là mình sẽ mở cái hộp đồ online mà chồng mình đặt nha cả nhà. Ông chỉ kêu mình nhận thôi, mà mình sẽ mở luôn. Ai biết được. Mình biết cái món gì rồi cả nhà ơi. Thì ra là chồng mình muốn làm mình bất ngờ. Ổng chỉ kêu mình mở đồ ra thôi là mình sẽ biết được cái gì. Thì bây giờ mình rất là bất ngờ cả nhà ở đây. Đây là quà tặng của chồng mình dành cho mình. Ôi cả nhà nhìn như vậy là biết cái gì không? Cả nhà biết cái gì rồi đúng không? À thì để mình lấy ghế mình ngồi cái cả nhà ơi, mình ngồi cái mình nói cho cả nhà nghe. Đây. Bây giờ mình sẽ inbox nha cả nhà. Đó, ổng là ổng chỉ ổng kêu mình nữa nay nhận quà đi rồi sẽ biết coi là quà gì. Quá trời bất ngờ luôn cả nhà ơi. Vì cái này là mình muốn mua rất là lâu rồi. Nhưng mà hỏi mình đặt đồ online gì đó rồi đó. Cái giờ mình không có đặt nữa. Mình sợ đặt nhiều quá rồi đó. Chồng mình đã trả tiền online á, tiền đặt đồ online của mình thôi, chồng mình cũng mệt đó, nên là mình không có đặt đồ. Rồi nhân dịp á là mình được 1.000 lượt đăng ký ở trên kênh YouTube á cả nhà. Mình hôm trước là mình có cho chồng mình có cho chồng xem á, là mình nói chồng mình là chồng ơi là bây giờ kênh YouTube là được 1.000 người đăng ký rồi đó. Được 1.000 lượt đăng ký, 1.000 lượt xem, lượt yêu thích rồi đó. Bây giờ là có món quà gì, muốn mua cái món quà được không? Thì chồng mình nói thôi mua gì mua hoài, chừng nào mà 2-3 ngàn 4 ngàn lượt đăng ký đi rồi, chứ mới có 1.000 đăng ký mà mua quà gì mua đồ mua hoài. Mình mới nói giờ vậy thôi, cái là mình không có đặt cả nhà. Nhưng mà mình rất là ao ước cái món quà này lâu lắm rồi. Mình ao ước rất lâu rồi, tại vì cái cây của mình á, cái cây quay của mình nó bị gãy cả nhà, nó bị gãy rồi. Thế là mình phải lấy cái dây mà cái dây để mà mình buộc nó lại, để mà mình đặt cái máy, để mà đặt cái điện thoại để mà mình quay. Đó là bây giờ chồng mình thấy vậy á, cái là ảnh mua, ảnh tặng cho mình cái tay quay vậy nha, cái cây quay. Trời ơi, chú đi khoái quá trời luôn đây nè. Cây quay này cả nhà. Wow, cực kỳ yêu thích luôn á. Mấy cái này là mình phải nghiên cứu chứ mình cũng chưa có sử dụng lần nào hết trơn cả nhà ơi. Tại vì cái quay cũ của mình nó rất là thô sơ, nó không có chuyên nghiệp như cây quay này. Wow. Có bạn điều khiển không nè mọi người? Không biết có mở lên mở xuống. Ủa rồi này xài làm sao? Trời ơi, mù công nghệ, cái kiểu bị mù công nghệ. Mình phải xài pin hay sao? Hay là mình phải sạc pin? Đây nè, cái máy sạc nè. Cái này là gắn vô đây. Mình thử coi. Quá trời, cái cây quay. Rồi từ nay là mình đã có cây quay rồi nha cả nhà. Đó, mình có thể quay những cái mà cao được, mình có thể quay cái quá trình mà mình làm bánh đều được luôn. Ôi mình ao ước lắm cả nhà ơi, mà cây quay cũ của mình nó bị hư rồi, bị gãy rồi. Bây giờ được cây quay này khoái lắm. Nhưng mà còn mù công nghệ quá, chưa biết sử dụng. Chưa biết sử dụng. Nhưng mà rất là vui nha. Thôi nhân dịp là cái video này mình cũng cảm ơn chồng nha.
Chồng ơi, cảm ơn chồng nhiều nha chồng. Muito obrigado você, meu amor, meu marido, muito obrigada. Mình vừa nói tiếng Bồ Đào Nha với chồng mình đó, cả nhà mình nói là mình cảm ơn chồng rất là nhiều, nhưng mà có điều là bây giờ mình không biết sử dụng, có ai từng sử dụng cái máy này không ta? Mình phải găm vô sạc hả mọi người? Hay là tại vì nó chưa có pin, hay là mình chưa có găm vô sạc nên là nó chưa hoạt động ta? Ủa giờ cái này là sạc tháo, nó có vậy không mà? Mình tưởng là nó có pin sẵn chứ. Đây là mình đã lấy cái chui để sạc rồi nè cả nhà. Bây giờ là mình sẽ sạc pin cho nó nha. Cái này mình tưởng nó xài bằng cục pin không, nhưng mà nó xài bằng điện cả nhà ơi. Bây giờ là mình sẽ sạc pin cho nó. Để chừng nào mà có pin ok rồi á, cái đó là mình sẽ review thử cho cả nhà xem nha. Coi là cái máy này nè, cái cây quay này nó hiện đại như thế nào. Nhưng mà mình vui lắm cả nhà ơi. Thiệt á, tự nhiên ông làm mình bất ngờ quá trời luôn á. Mình tính mua rất là lâu rồi mà mình chưa có mua, bởi vì mình thấy ở bên Brazil bán khá là đắt á. Mình không biết tất cả các nước khác thì bán như thế nào, nhưng mà ở Brazil bán cái cây này nó hơi đắt á cả nhà. Đó, nên là mình chưa có mua. Mình sẽ mua chứ không phải là mình không mua, nhưng mà hiện tại là mình chưa có mua. Cái cuối cùng ổng mua cho mình luôn, ông chồng mình ổng mua cho mình luôn. Ổng tính tạo cho mình bất ngờ đó mà. Rồi thì đợi sạc xong cái mình sẽ review thử cái cây này coi như thế nào nha. Cả nhà ơi, sau khi mà mình sạc xong cái cây gimbal này á, mình đã sạc xong cái cây chống rung rồi, cây quay chống rung này rồi á, thì mình có nghiên cứu cái cách sử dụng. Bởi vì mình cũng lần đầu tiên mình sử dụng cái cây này nên mình cũng rất là lạ lẫm. Thì mình có đọc cái bản hướng dẫn để mà nghiên cứu cách sử dụng. Bây giờ mình cũng sử dụng, mình cũng hướng dẫn lại cho những bạn mà lần đầu tiên mà sử dụng cây quay chống rung. Mình hỏi chồng mình đó là mua bao nhiêu thì chồng mình không có nói, bởi vì quà tặng này là chồng mình tạo bất ngờ cho mình nhân dịp là mình được 1.000 subscribe trên kênh YouTube Mẹ và Sam Cuộc Sống Brazil. Nên là mình hỏi chồng mình là mua bao nhiêu thì chồng mình không có nói. Nhưng mà mình có lên cái app mua hàng á, mình kiểm tra thử thì mình được biết là cái giá nó khá là đắt. Nó không phải là quá đắt đỏ mà nó thực sự cũng không hề rẻ. Thì 550 riêu tương đương với lại, để mình kiểm tra coi bao nhiêu tiền Việt Nam mình nha. Theo như mà mình chuyển đổi từ tiền Brazil sang tiền Việt Nam đồng á, thì cái cây quay này nó có giá là 2.741.837 đồng. Thôi mình cho là 2.800.000 đi ha, 2.800.000 đi, bởi vì một đồng Brazil thì đổi ra được 5.000 tiền Việt Nam. Thì cho là 2.800.000 đi, thì nó cũng khá là đắt chứ nó cũng không hề rẻ nha cả nhà. Tại vì mình định mua một cái cây khoảng chừng 1.500.000 thôi để mình sử dụng thôi. Nhưng mà chồng mình lại mua cho mình cái cây tốt luôn. Mình cũng rất là bất ngờ với cái món quà ngày hôm nay chồng mình tặng đó. Thì mình cũng kiểm tra là mình thấy khá là đắt, chắc có lẽ là sợ chồng mình sợ là mua đắt quá rồi mình sẽ không nhận á. Thì mình thích những cái mà nó vừa phải vừa với giá tiền thôi. Mà mình chồng mình thì mua, là nếu mà ổng mua thôi thì ổng mua cái giá là phải cái cây đó phải sử dụng tốt thì ổng mới mua. Bây giờ là mình cũng sử dụng, mình mở hộp ra cho cả nhà mình giới thiệu. Đây là cái cây cái giá đứng của nó cả nhà. Chồng mình nói có một số loại là nó sẽ không có đi kèm, bán kèm cái giá đứng này đâu, nó sẽ không đi kèm, là mình phải mua riêng. Ai ngờ đâu là nó có sẵn cái cây giá đứng này luôn cả nhà, không cần phải tốn tiền mua cái cây giá đứng này nữa. Và đây là cái cáp sạc của nó nè. Cáp sạc thì nó không có cái chui sạc nha cả nhà. Muốn có cái chui sạc thì cả nhà phải lấy cái chui ở nhà, mình lấy cái chui sạc điện thoại á để mình găm vô để mình sạc, chứ nó không có bán sẵn cái chui cho mình nha, nó chỉ có như vậy thôi. Như là cái cây, cái giá đỡ. Rồi thì nãy giờ là mình đã sạc cho nó đầy rồi đó, sạc đầy pin rồi đó. Giờ là mình sẽ mở mình sử dụng cho cả nhà xem nha. Là mình giới thiệu đến cả nhà nè. Những cái nút, đây là cái nút mà điều chỉnh cái màn hình á, lên xuống sang trái sang phải. Thì cái nút này nè, đây là lên, đây là xuống. Khi mà mình bỏ cái điện thoại vào đây á thì mình đây cái nút điều chỉnh lên xuống.
Còn cái nút này là điều chỉnh cái chế độ quay phim và chụp hình. Đấy, ví dụ mình muốn chụp hình thì mình bấm lên, còn muốn quay phim thì mình bấm xuống. Còn cái này là nút để bắt đầu mình chụp hình đó. Đó, còn cái nút này là nút nguồn tắt mở. Thì khi mà cả nhà mở thì cả nhà bấm khoảng nhấn khoảng 3 giây nha. Và khi tắt cũng vậy nha cả nhà, cái nút nguồn ấy, khi tắt mình cũng phải nhấn 3 giây nha. Còn đây là cái cáp sạc nè. Cáp này là mình sạc vào. Còn ở dưới đây là cái đồ để mà mình gắn vô cái chui á. Cái chui để mà mình gắn vô cái đế để cố định cái cây cầm. Thì bây giờ đó là mình sẽ mở ra, mình sử dụng nha, mình sử dụng thử cho cả nhà xem. Đây là cái điện thoại của mình nè. Đây là cái này là mình sẽ mở nó ra nè cả nhà. Đó, mình sẽ mở nó ra. Mở nó ra. Mình cho điện thoại vào. Đây. Đấy, mình đẩy nó xuống. Đẩy sao cho nó khớp với lại cái phía dưới luôn nha cả nhà. Đây. Đây là bắt đầu, thấy không? Cả nhà thấy không? Giờ bắt đầu mình mở lên cho cả nhà xem nha. Mình bấm nút mở rồi mình nhấn nè. Đó, khi nào mà nó hiện lên đèn xanh rồi thì nó mới bắt đầu là hoạt động nha cả nhà. Đó, nó phải hiện lên đèn xanh thì bắt đầu hoạt động nè. Bây giờ này. Đây. Đây là chế độ quay ngang. Đây, mình cho cả nhà xem nè. Đó, chế độ quay ngang nè. Thấy không? Cả nhà cầm, cả nhà thấy chế độ quay ngang không? Cái bắt đầu mình điều chỉnh nè. Đây mình điều chỉnh cái màn hình nè. Đó, cái nút điều chỉnh màn hình nè. Xoay luôn á cả nhà. Đây là điều chỉnh xuống nè. Cả nhà thấy không? Đó. Điều chỉnh quay nè, qua lại nè. Và đây là mình cầm chế độ quay nè cả nhà. Đây, mình cầm quay nè. Đó. Có nghĩa là cái màn hình nó sẽ luôn giữ cái trạng thái là đứng yên. Còn cái cây quay thì nó sẽ quay. Nên là khi mà mình quay những cái video mà mình đi với cả nhà, nó sẽ không có bị rung như là cái video. Cả nhà nhớ hồi đợt trước mình quay cái video mà đi chợ trời á, thì mình không có cái tay cầm. Mình không có cái tay cầm. Hồi trước là mình có một cái cây cầm. Cái cầm mà cái cầm kia của mình nó bị gãy rồi. Là hiện tại cái cây cầm mình đang quay cái điện thoại này nè. Và đây là cái cây cầm mới. Cây cầm này là chống rung. Thì hồi trước mà mình đi, mình cầm cái điện thoại mình đi, nên là cầm bằng tay thì nó về nó, mình phải vô lúc mình chỉnh sửa video, mình phải sử dụng cái chế độ là chống rung cấp độ cao luôn á. Nhưng mà cái khi cả nhà xem, cả nhà thấy nó vẫn rung đúng không? Nhưng mà cái cây này là cả nhà, khi mà mình quay thử thì nó không hề rung nha. Cái mình đi mạnh cỡ nào hay là mình chạy thì mình thấy cái chế độ hình ảnh của nó rất là ok và rất là chất lượng nha cả nhà. Bởi vì cái màn hình của nó luôn đứng như vậy nè, nhưng mà mình làm cái gì thì nó cũng tự chuyển động. Rồi, đó là cái cách sử dụng cái cây này. Thì nói chung là mình cũng còn phải làm quen với nó cả nhà. Bởi vì thật sự đây là cái cây quay mới á, mà mình cũng chưa có thật sự là quen với cái cách sử dụng của nó. Thì chắc có lẽ là cái video tiếp theo á, là mình sẽ làm với cái cây quay này. Mình sẽ thử nghiệm cái cây quay này như thế nào. Rồi giờ mình sẽ cho cả nhà biết là cái cây quay này, cái hình ảnh nó như thế nào. Nhưng mà để sử dụng được cái cây quay này á, thì cả nhà phải tải một cái app của nó về nữa nha. Đây là nó có cho cái mã code á, cái mã QR cả nhà. Đó, cái mã QR này cả nhà quét cái mã QR này, hoặc là cái xong cái mình bấm Bluetooth, mình kết nối với lại cái cây quay này thì mình mới bắt đầu mình quay nha. Mình mới bắt đầu mình quay được. Và sau đó mình edit hình ảnh. Rồi thì ngày hôm nay là mình cũng đã đập hợp cái cây quay gimbal 3 axis, gimbal 3 axis mà chồng mình tặng cho mình. Thì thật sự là mình rất là bất ngờ, mình không ngờ là ảnh mua cái cây này cho mình luôn cả nhà, thật sự là bất ngờ luôn á. Và ảnh có gửi một cái tin nhắn cho mình, thì cái tin nhắn thì mình sẽ đưa lên cái nội dung đầu của video thì cả nhà có thể xem tin nhắn. Thật sự là mình rất là bất ngờ với món quà này của chồng mình. Cảm ơn chồng rất là nhiều. Cảm ơn chồng đã ủng hộ những cái ước mơ của vợ. Thì mình thật sự rất là vui và hạnh phúc vì cái sự ủng hộ của chồng mình trong cái việc làm YouTube. Mình cũng không có cái ý nghĩ là sẽ làm YouTube, nhưng mà thật sự cái cơ duyên làm YouTube đến với mình là như là một cái bất ngờ á. Thì cái cơ duyên đó thì mình sẽ chia sẻ ở những video tiếp theo,
ha. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái tập video ngày hôm nay của mình, cái tập video mà mình unbox, mình đặt hộp cái cây quay chống rung mà chồng mình đã tặng cho mình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của hai mẹ con mình trong thời gian qua, và cảm ơn cái sự ủng hộ nhiệt tình của cả nhà, cũng như là những cái like và những cái subscribe của cả nhà, thật sự là tạo cho mình một cái động lực rất là lớn để mình có thể cố gắng để làm YouTube. Mặc dù mình không bao giờ mình nghĩ là cái kênh của mình nó sẽ vượt xa hơn nữa, nhưng mà những cái sự ủng hộ của ông bà cô chú, anh chị và các bạn gần xa nó tạo cho mình một cái động lực rất là lớn. Thì mình cảm ơn 1000 subscribe cũng như là những cái sub tiếp theo nữa mà cả nhà dành cho mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, mình thực sự rất là vui với 1000 subscribe đó. Và cũng như là cảm ơn cái sự ủng hộ của chồng mình dành cho mình trong cái việc làm YouTube. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Cả nhà nhớ nhấn like và subscribe cho mình sau khi xem cái video này nha. Bye bye và xin chào tạm biệt.